đều đặn 2 buổi một tuần vào thứ Tư và thứ Bảy, bếp ăn của tiệm cơm 1K lại đỏ lửa phục vụ nấu ăn cho bệnh nhi. Trưa nay, đầu bếp chế biến món ăn Việt đầy dinh dưỡng, hôm tới sẽ trổ tài với thực đơn Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu. Tiệm cơm này được anh Trần Trung Kiên triển khai từ cuối năm 2021, từ sau khi cô con gái nhỏ rời xa anh vì căn bệnh ung thư. Cái điều mà gắn kết mọi người đấy là khi mà nấu cho các con ấy, mọi người đều đặt tất cả những cái tâm huyết vào đấy, nên là những bữa cơm nó rất là, thứ nhất là đẹp mắt này, thứ hai là nó ngon theo cái trong cái khả năng của mọi người thôi, vì ở trong bếp không ai là đầu bếp cả. Và đặc biệt là sau khi mà nhận được những suất cơm đấy thì các con rất là vui, rất là thích thú. Trong căn bếp rộng khoảng 20 m², đa số đồ dùng, vật dụng nấu nướng đều được bạn bè của anh Kiên từ khắp nơi quyên tặng. Kinh phí để nấu những suất cơm cũng được mọi người gom góp lại. Quan trọng hơn cả, tiệm cơm 1K đã tập hợp được những đầu bếp cừ khôi và các tình nguyện viên sẵn sàng đồng hành mỗi khi bếp đỏ lửa. Ngoài giá trị về mặt dinh dưỡng thì nó là giá trị về mặt tinh thần rất là nhiều. Bởi vì các con lúc nào cũng sống trong một môi trường lúc nào cũng 4 bức tường. Chính vì vậy mà ngày lễ hay là dịp gì đó thì mình luôn cố gắng là mang được cái không khí ở ngoài này vào cho các con. Mình hay nói đùa với anh Kiên là một tuần em sẽ cố gắng cho các con đi nhà hàng một lần. Chính vì vậy mà mình luôn mang đến là cải thiện cái bữa ăn cho các con. Khi thì cho các con ăn đồ Nhật này, khi thì cho các con ăn đồ Hàn này, khi thì đồ Âu này. Nó luôn là cái sự thay đổi và mong rằng là qua bữa cơm đó các con không chỉ là ăn ngon mà là một cái cơ hội để các con được trải nghiệm những gì đang diễn ra ngoài cuộc sống. Biết đến tiệm cơm qua mạng xã hội Facebook, chị Mai Anh đến với tiệm cơm lần đầu vào lễ Halloween năm 2022. Và rồi không khí của bếp, những việc làm ý nghĩa dành cho các bệnh nhi đã khiến chị gắn bó với nơi này. Không chỉ vậy, chị còn đưa các con đến để đồng hành cùng bếp. Thì mình nghĩ là đây là những việc tốt, mình cũng muốn rằng là các con hiểu được cái giá trị của cuộc sống, để các con biết chia sẻ và yêu thương hơn với những cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Nên là mình gieo những cái điều tốt cho các bé bằng những cái hành động cụ thể để các bé nhìn thấy và các bé hành động luôn, chứ không chỉ là những lời nói mà mình dạy ở nhà ấy. 11:30 tại cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, các bố, các mẹ và các con đã chờ sẵn để được nhận những suất cơm chan chứa yêu thương từ tiệm cơm 1K. Lần đầu tiên, nhưng mà bác sĩ bảo là phải mổ 2 lần. Nhưng mà đợt này hình như là nó bị giãn cái xương sườn ấy ạ. Giờ phải mổ lại. Nói chung là gia đình cũng khó khăn, nhưng mà phải ráng để chữa bệnh cho con. Mẹ, giờ mẹ ăn cho em bé bú. Con lần nào con vào viện là con cũng ra đây con lấy cơm nhà bác ạ. Vâng. Ăn cơm nhà bác ngon không ạ? Có ạ, ngon ạ. Tại vì các con bác nấu hợp khẩu vị các con ạ, dễ ăn cơm mềm nên là các con rất thích ạ. Đây hôm nay đi lấy hộ cả phòng 4 bạn. Với anh Kiên, việc nấu cơm và mang cơm đến cho mọi người không chỉ là một việc làm thiện nguyện bình thường, mà đó còn là món quà anh mong muốn chia sẻ với những ông bố bà mẹ đang đồng hành từng ngày với các bé bệnh nhi ung thư. Mong muốn của mình thì nhiều lắm, nhưng mà cái mà mình mong muốn nhất là phải duy trì được nó thật lâu, rất là nhiều năm nữa để giúp được cho nhiều bé hơn. Vì thực sự là cũng đã rất nhiều có tiệm cơm từ thiện thì rất nhiều, nhưng cái quan trọng là cái duy trì nó được bao lâu thôi thì mình cần cái điều đó. Mình nghĩ để duy trì được cái tiệm cơm này ấy, cái quan trọng nhất là con người, những cái người đồng hành cùng. Còn về kinh phí hay là quỹ thì cái đấy mình có thể kêu gọi được, hoặc là cũng có thể mọi người cũng tự chung tay với nhau được. Quan trọng vẫn là phải người đồng hành. Mới đây, những hình ảnh về một ngôi mộ nhỏ được trang trí xinh xắn với hoa sen đá, xương rồng, với những bông hoa được xếp bằng đá cuội ngay ngắn đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhưng ít ai biết, đó chính là tác phẩm dành tặng cho cô con gái nhỏ đã qua đời vì bệnh ung thư của anh Kiên.